đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gậy trong. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét gọi trần trong dạ héo xào, chi xiết nỗi núng nào cõi tàm. Lần thứ ba xe địa khói trạm, được trong nhìn kẻ chết đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ứng đềm, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phần sự. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn A Di Đà Phật. Quý vị ơi, nhân dịp hôm nay là ngày 24 tháng 3, cầu Thị Nghĩa có đến núi Sập, đã đến một đỉnh tạm gọi là cao nhất đỉnh núi. Ở nơi đây các ngôi thờ quá trang nghiêm quý vị ơi, quá đẹp. Mà nhưng hôm nay có chú Út từng đốt nhang đèn, từng lau dọn quét các ngôi thờ đây. Vâng chú Út. Thưa chú, giúp anh em chúng con kỹ từng ngôi thờ một cho anh em chúng con biết được nơi đây, để bà con trở về đây mà cúng và viếng. Xin chú chỉ các ngôi thờ cho anh em chúng con được biết. Nam mô Di Đà Phật. Chú đi từ. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 3, tôi là thay mặt cho cái phần bản ghi lộn từ con của bà Bảy ở chùa Bạch Ngọc, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ở Đông Xuân 1. Vì để hành hương thì trước đây bà Bảy sống đây để hồi 1946 lần lượt vào các chùa tự tu trong gia đình theo đức thầy và Phật thầy Tây An, làm ăn tu hiền chân chất, là tu hiền chân chất không có chia là thu nhận tiền bạc, thì sinh chúng dân sanh phù hợp, thì bà con tâm linh gần xa hàng ngày hàng tháng để đến đây có để hành hương lễ bái chùa Bạch Ngọc, trước chùa Bạch Ngọc, kế tiếp là điện ông Hổ, kế tiếp lên trên đỉnh cao là tượng Ngọc Hoàng của quyền Chăm Họ, và Phật Mẫu, Thánh Mẫu và Thánh Chúa và Bác Hồ các Ngọc Liệt Sĩ. Nhờ chư thần chư thánh, ở sau thì có Điện Ông Thần Quy, thì các tâm linh từ trước đến nay cũng là hàng ngày, cũng có hàng tuần cũng có đến về lễ bái phần tâm linh mến mộ của phần của các ngôi chùa Bạch Ngọc. Thì tôi thay mặt trong từ đại diện hàng ngày, ngày hai thời cô bác và ngày cô bác tới thì tự do tín ngưỡng trong phạm vi này, không có tu tập gì của ai. Đó, A Di Đà Phật cầu chúc cho quý cô bác có lòng đến lễ bái chư thần chư thánh. Ông trên gọi cho quý vị về được mạnh khỏe từ đầu năm, những cuối năm tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, được nhiều sức khỏe, tâm bồ đề phát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn chú Út rất nhiều. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Út. Trước cái cảnh đẹp hôm nay, trước cái ngôi thờ của cộng đồng Tam giáo, chỉ trước một cách đẹp là một cảnh đẹp này, vị Thị Nghĩa ơi, trước đại diện cho tất cả đồng đạo, mời Thị Nghĩa đọc lại quyển 5 mới Thị Nghĩa, trong cái đoạn mà nói về sự tích của Đức Thích Ca Mâu Ni Thái tử Siddhartha mà trở đi tu và trở thành Đức Phật. Vị Thị Nghĩa nhắc lại cho anh em cùng quý đồng đạo được nghe đi nghe Thị Nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Mời Thị Nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì trên cái đỉnh núi này rất là quyền diệu, rất là thiêng liêng, mà được ông Út ở đây để làm nhang khói cho Phật thì cảm thấy rất là ấm áp. Chúng ta thấy ở từ dưới cũng có thờ chân dung của Đức Thầy, thì ở đây thì thấy cái phong cảnh ở đây rất là tuyệt vời, có thờ đủ hết. Thì đây là một nơi rất là thiêng liêng trên đỉnh núi Sập quý vị. Thì Thị Nghĩa cũng xin thành lòng để đọc lại một đoạn trong sấm giảng quyển 5 để kính tặng đến tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thứ sao trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa. Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thỏa Trung Quốc nhà Châu chiêu đi. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về, có đức vua Tịnh Phạn nhân từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên Chúa thẳng tôi ngay phò tán. Đức Hoàng hậu Ma Gia phong nhà, sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thánh thượng rằng: thân thiết nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia, cũng được vinh quang. Kể từ nay thiết môn an nhàn, dưỡng tâm trí lành xa thế trượt. Chẳng phiền kẻ hậu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn lòng lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ. Tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng gần kẻ bạo ngang tàn. Tiếp cúi đầu ngưỡng dòng thiên nhang, về cho thiết những điều xin ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân dĩ như con đò, tội giảm tha đôi giúp cơm tiền. Cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng bủa trong ba tăng. Vua hứa chịu giúp người đói lành, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thành gió mát thảnh thơi, tiết hòa thuận khắp nơi qua nở. Đức Hoàng hậu trong lòng hớn hở, giấc chim bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng tờ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hỏi hà. Vừa tánh giấc mơ tiên mới là, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà ráo chân bèn bước ra giường, truyền thị về thịnh vua lai đao. Vua y lời đến nơi qua thảo, lại gần bà đau rất quái kỳ, tay chân bèn rung rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không ca trỗi rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Gia: có việc chi vội vã dời ta, kha nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thật rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bàn dùm. Các thầy bàn được lệnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quý. Ngài thấm thoát đông qua hạ chi, bà trổ sanh thái tử đẹp tươi, mặt trang nghiêm khi quách hơn người. Vua cùng khắp thần dân mừng rỡ, họ Thích Ca từ đây cũng ngờ sẽ có người nói nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Cả triều chính treo qua yên ầm, có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, trời thanh tịnh dình theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn về, hiểu thiên cơ thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên Lào. Thời buổi ấy vua người đạo, bèn vào chầu tấu trước bệ rồng, xin vua cho ông bước vào trong, được ý kiến từ hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẽ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tứ hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo lý dắt diệu sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ca tùng, chắc phần Ngài quá Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thống thiết, nhờ Ngài mà diệt nẻo luân hồi. tuổi bây phận tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngại. Đức Hoàng Hậu đến ngày thứ bảy, dứt nợ trần nên dội quy tiên. Có bà dì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong ôm thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua dẫn hàng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hỏi triều đình các quan lựa tuyển, nàng Du Gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bày lơi lạ. Lòng thái tử cũng không siêu, ngã ra khỏi đền vua hoàng một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gầy trong. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xếp gọi trần trong dạ héo xào, chi xiết nỗi núng nào cõi tàm. Lần thứ ba xe lìa khói trạm, được trong nhìn kẻ chết đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào dè đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phần sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền quay xe trở lại Lai Trào, xin dương phụ lánh xa mùi thế. Vua buồn tham dùng lời khóc kể, rằng cha già biết cậy nhờ ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nói nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya len trốn vào rừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bồi. Ngài thuở ấy lên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Đại bao quen lao khổ xếp chi, sau ngày đến Rạch Ni liên thuyền. Thấy cỏ qua cảnh Bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đảo gần đất Ma Dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và làm bước cô trường độ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dại tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tình độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dù tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tin nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an giường. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Nam Mô A Di Đà. Dạ ha, Nam Mô A Di Đà Phật. Xuất thần luôn. Nghe xuất thần cho cô ơi, bữa nay đọc nghe núi rừng này quá thiên liêng. Bữa này cái cặp Nam Mô A Di Đà Phật quá tuyệt vời sư huynh ơi. Nghe xong nó thiệt luôn á. Ở đây á là thì cho cô nghe thấy sao? Ở đây á là em nghe rồi á là nó thiệt luôn á. Nó gùng mình muốn tu luôn á chàng. Công nhận thiệt chứ. Cuộc lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị ơi còn dài lắm, nhưng mà hôm nay Đức Thầy tóm gọn trong cái quyển 5 rất là ngắn gọn đầy đủ, cho nên kính mời quý vị sẽ nghe qua trong quyển 5 này. Đức Thầy tóm tắt là lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và từ khi Ngài xuất thế cho đến Ngài tu hành và đến Ngài thành chánh quả, nhập Niết Bàn và đi độ chúng sanh. Thì đây là một tấm giảng quyển 5. Quý vị nghe qua thấy như thế nào không biết, mà thì nghĩa thì đọc rất là xúc động. Nhắc lại cái lời của Đức Phật Thích Ca năm xưa, mà hôm nay được Thầy gói gọn như thế này thì nghĩa cảm thấy trên cái xúc động vô cùng luôn á. Đọc mà cảm thấy rung động trong lòng. Và đứng trên cái đỉnh núi rất là thiêng liêng mà có hai vị đứng hai bên để lắng nghe lời cho Ngọc Đức Thầy, thì không biết bên Úc có cảm nhận thế nào khi mà nghe qua cái lời vi diệu này không ạ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi nghe qua Đức Thầy đã tóm gọn về phần Đức Thái tử Siddhartha ta đi tu. Khi mình nghe qua mình cảm thấy thẹn vô cùng. Đối với Đức Phật thì tất cả những cái gì vốn Tịnh Phật Dương cho sẵn mà Đức Thầy Sĩ Đạt Ta của ông Hoàng, và chỉ biết một lòng tầm đạo để đưa chúng sinh vào khúc cách Niết Bàn. Nhưng nói hôm nay là phàm là một con người, mình phải hiểu được sự hy sinh của Đức Thế Tôn cũng như sự khó khăn cực khổ của Thầy mình. Thầy mình phải gắng làm sau đó mà để được là đệ tử của Ngài, đệ tử của tổ Thầy, để gắng chí và lo tu trước mắt là giúp bà con vượt qua cái khó, hiểu được đạo lý, cũng như chúng ta nắm được đạo lý luôn luôn lúc nào phải hành thi chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay cũng có chú Úc qua đây, cũng tu theo truyền thống xưa nay từ Đức Phật Thầy Tây An của ông bà tổ tiên rồi đến nay thì của Đức Thầy. Thì chú Úc cũng rất là tinh tấn, hàng ngày thì thấy chú đốt nhang rồi lo cúng kiến ông bà trong nơi đây, thì rất là kính mến chú. Và nhân đây thì cũng là một duyên rất là đặc biệt, cũng có sự tham gia của chú khi mà nghe qua cái phần lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là một vị tổ, một vị Phật tổ đã đem lại cái giáo pháp hôm nay mà Đức Thầy đã nhắc lại. Thì ông Úc có nghe cái đoạn đó, ông Úc có cảm thấy xúc động không Úc? Thầy Di Đà Phật, tôi theo bước một tờ để đến cái gì cũng lời dành cái ngọc của Thầy tổ Phật Pháp để hai lời của Phật Pháp để truyền thuyết để nhắc lại. Thì chân thành trong thân tôi cảm giác phấn khởi và tinh tấn và xúc động, là cũng như là tâm điểm lên từ chết, gần cảm giác này mến tôi phải đứng đây hồi Phật tưởng niệm niệm Phật, là cố gắng để cho tâm khai trí mở. Cô bác ơi, chúng sanh lập thân còn khổ họ này, gán tu một ít rồi cũng hay. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, nếu chẳng chè dễ kỳ thi. Nam mô. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Ông Út nhắc lại mấy lời này quá tuyệt vời. Tu kiếp kiếp là tu gấp gấp lên nó mới vậy ha. Vâng, thì kính thưa quý vị, ở đây là tam giáo cộng đồng luôn. Điện Phật Dương rồi địa anh hùng tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ rồi Bác Hồ có đầy đủ luôn, rồi cha Ngọc Hoàng luôn, tất cả có đầy đủ hết trơn. Và Di Đà Phật thì trễ rồi mình cũng chào quý vị luôn đi sư huynh ơi. Hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ về vùng An Giang Bảy Núi nha. Dạ. Để thăm ở đây và thăm Út nha. Kính chúc ông và tất cả quý vị an lạc nha. Dạ. Đây là chú ạ. Để hai thời đó phục vụ các ngôi thờ, cho gán trang nghiêm chu đáo, cho sạch sẽ cô bác để tín ngưỡng, đã có Phật độ cho các ngài được đi về thế nhiều ngày sau gặp được duyên lành, chẳng qua biết trước là thiện duyên buổi này gán cố gắng cô ơi A Di Đà Phật. Dạ, Di Đà Phật. Xin chào. Dạ. Có được cùng điên chẳng qua biết trước thiện duyên hữu phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, Châu Phú quay cha Ngọc Hoàng cho quý vị xem đấy. Lúc nãy vô là đã có kính lễ ở vị. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.